đàn ta bàn ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la. Ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an, phó thác nơi ta dù đời phong ba, an bình ta ban bình an đích thương, bình an ta ban thần khí thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân, nay ta ban cho thần khí thanh linh. Thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con, ta ban an bình bình an đích thương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 27 đến câu 31a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong khung cảnh bữa ăn cuối và trước những lời giã biệt như sự trăng trối của Đức Giêsu, các môn đệ không thể tránh khỏi sự hoang mang, xao xuyến và sợ hãi. Vì thế mà Chúa Giêsu đã trấn an các ông. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Những lời chúc ấy thật là cần thiết và nâng đỡ, xoa dịu tâm hồn các môn đệ biết bao. Nhưng bình an đó có phải là hòa bình, là tình trạng không có chiến tranh? Hay đó là tình trạng con người không còn căng thẳng về tâm lý, được thoải mái sung sướng? Thưa không, bởi đó chỉ là những gì thuộc về tự nhiên. Còn bình an mà Chúa Giêsu nói, bình an Thầy ban cho anh em, không như thế gian ban tặng. Đó chính là ân huệ lớn lao mà Đức Giêsu từ Chúa Cha mang đến cho loài người. Thật vậy, bình an của Chúa Cha không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh lương tâm dưới áp lực của tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hòa giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình, nghĩa là không để cho tội lỗi làm mình xa lìa Chúa, không để lòng mình bị những khuấy động sôi sục vì những ghen ghét, vì những bon chen ước muốn quyền lực, danh vọng, vân vân. Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa với người khác. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, bình an của Chúa Giêsu nói đây là một lời trăng trối cuối cùng của Ngài khi Ngài sắp ra đi chịu chết,
và cũng là bình an hân hoan khi Ngài sống lại. Do vậy, mỗi khi Đấng Phục Sinh hiện ra, Ngài đều nói ban bình an cho các môn đệ. Bình an đó là điều quan trọng vì đó là ơn của Chúa Thánh Thần ban. Nó chính là hạnh phúc thật mà chúng ta luôn tìm kiếm. Lạy Chúa, cuộc sống ngày nay đầy rẫy những bất an, hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Nhiều khi chúng con chỉ biết cuộn mình lại tìm kiếm cho mình một sự bình an giả tạo. Xin thương ban bình an cho chúng con, bình an không phải theo kiểu thế gian, nhưng là bình an thực sự trong Chúa, như xưa kia Đức Kitô đã ban cho các môn đệ. Xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch bình an xuống trên tất cả mọi người chúng con. Amen. Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn bước con đi dù thời gian nguy, an bình con đi loan báo tin vui. Lạy xin Cha ban ân khi Thánh Linh dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Phó thác nơi Cha cậy nhờ ngôi Ba, an bình ta ban bình an đích thực. Bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi Ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khi Thánh Linh, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực. Bình an ta ban thần khi Thánh Linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi Ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khi Thánh Linh, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực.